Theo anh chị thì nội thất theo phong cách tối giản đó là một sự đơn điệu hay nó giúp căn phòng của chúng ta trở nên sang trọng và tinh tế hơn? Video ngày hôm nay mời anh chị cùng nội thất nhà kho chúng ta cùng tìm hiểu nội thất thiết kế theo phong cách tối giản là gì, nó phù hợp cho những lối kiến trúc nào và những cái màu sắc, chi tiết thiết kế nó thể hiện như thế nào trong phong cách thiết kế này. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu phong cách nội thất tối giản là gì. Phong cách nội thất tối giản là sự tối giản hóa các chi tiết trong thiết kế nhằm hướng tới sự đơn giản, cân bằng và hài hòa trong bố cục của không gian sống. Phong cách nội thất này nó bắt nguồn từ phương Tây ở những năm 60-70 của thế kỷ 20 và trong những năm gần đây nó trở thành những cái xu hướng mới ở khu vực châu Á cũng như là Việt Nam nói riêng. Vậy thì phong cách nội thất tối giản này nó phù hợp với những loại hình kiến trúc nào? Phong cách nội thất tối giản nó phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau và nhiều loại hình nhà ở khác nhau, ví dụ như là chung cư, căn hộ hoặc nhà ở mặt đất. Phong cách này nó không phụ thuộc vào diện tích của không gian sống của anh chị. Nó phụ thuộc vào cách bố cục và sắp xếp các món nội thất trong không gian sống. Vậy thì theo anh chị, màu sắc và chi tiết thiết kế của phong cách nội thất này nó thể hiện như thế nào? Những cái màu sắc có tông màu trung tính, ví dụ như là trắng, đen, xám, nâu, vân vân, hoặc những cái tông màu pastel, nó hay được sử dụng trong cái phong cách này, giúp cho không gian sống của chúng ta cảm giác nó có chiều sâu hơn, nó thông thoáng và nó nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra thì anh chị có thể sử dụng những cái tông màu đơn sắc hoặc là chúng ta mix những cái màu tương phản để tạo cái sự đối lập và giúp cho căn phòng của chúng ta có điểm nhấn hơn. Chi tiết thiết kế thì được tối giản hóa, tạo một sự liên lạc trong bố cục của không gian sống hơn. Vậy phong cách nội thất tối giản đó là một sự đơn điệu hay là giúp cho căn phòng của chúng ta sang trọng hơn? Thì cái này tùy vào gu của mỗi anh chị. Cái căn nhà của chúng ta xây nên nó sẽ mang hơi hướng cá nhân hóa của chủ nhân ngôi nhà. Thì mỗi anh chị đều có một gu riêng và không có sự đẹp xấu hay là đúng sai ở đây. Miễn sao bản thân chúng ta thấy tốt là tốt. Hy vọng rằng qua video này, nội thất nhà kho giúp anh chị có thêm một gợi ý trong việc lựa chọn nội thất cho gia đình nhà mình. Nếu anh chị có những thắc mắc, anh chị có thể comment ở bên dưới để giúp cho nội thất nhà kho ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.